Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Thước quý từ đầu tới chân từ quả bầu. Quả bầu là loại rau ăn có giá trị dinh dưỡng cao, mát, ngọt, thông dụng trong mùa hè. Đặc biệt, nó còn giúp phòng chữa các bệnh khi thời tiết nóng bức, ẩm thấp như mụn nhọt ngoài da, ho sốt, đái đỏ, táo bón. Quả bầu chứa protein, carbohydrate, chất xơ, các khoáng chất như canxi, sắt, phosphor, kali, natri, đồng, kẽm, selen, vitamin E, B1, B2, B6, B12, C, D, E, v.v. Thịt quả bầu vị ngọt, tính hàn, có tác dụng giải nhiệt, trừ độc, mát máu, chứa đáy sắt, tiêu sỏi, trừ thủy thủng phù nề, mụn nhọt, tiêu khét, đái tháo đường, tiêu các loại viêm nhiệt đảo phổi gây ho, tiêu chảy, tắc mật gây vàng da, tinh hoàn sưng đau. Lá vị ngọt, tính bình, hoa và tua cuốn, có tác dụng tắm cho trẻ ngừa bệnh ngoài da, rôm sảy, sởi, mụn nhọt. Hạt chữa răng đau lung lay, tụt lợi. Bầu được dùng làm thuốc chữa các bệnh. Đai sắt, quả bầu 50g, rau má 30g, rau ngô 10g, rễ cỏ chanh 20g, sắc nước uống. Bí tiểu tiện, quả bầu 200g, hành củ 5 củ, cải lá rế, sắc nước uống. Chứa phù thúng, dùng cả quả, vỏ thịt, hạt, sắc với giấm chua, lấy nước uống. Cổ trướng, báng nước, bầu tươi 50-100g, đun nước uống. Hoặc phối hợp với vỏ bầu, vỏ bí đỏ, vỏ dưa hấu, vỏ mướp, nấu nước uống. Viêm gan vàng da, sỏi thận, tăng huyết áp. Bầu tươi 500g, giá nhuyễn, vắt nước trộn với 250g mật ong, ngày uống 2 lần, mỗi lần 30-50ml. Chứa táo bón, quả bầu 50g, khoai lang 50g, đường đỏ 30g. Nấu nước uống 3 lần trong ngày, nếu không đỡ, uống liền 5 ngày. Trị mụn nhọt tái phát hàng năm vào mùa hè ở trẻ em. Trái bầu non nấu canh thịt heo nạc với lát gừng cho trẻ ăn. Sưng bìu dái căng bóng, trái bầu tươi nấu nước uống, ngậm rửa. Thủy thúng, phù cả mắt cá chân. Vỏ quả bầu mới, sao tán bột. Ngày uống 8-10g với nước sắc trần bì lúc đói. Tiêu chảy ra nước, nhiệt tả. Vỏ bầu một nắm, sao vàng sắc uống. Đầy bụng không tiêu. Vỏ bầu khô hầm trong nồi kín, cho thành than tán mịn. Mỗi lần lấy một thìa to uống với nước ấm. Cho vài lát gừng càng tốt. Đái tháo đường. Vỏ bầu già khô, nấu nước hoặc nướng giòn tán bột để uống. Phế nhiệt sinh ho, bầu 50g, đun nước uống thay trà trong ngày. Rong huyết sau đẻ, vỏ bầu già khô, lấy mảnh vỡ cũng được, đập nát, đốt thành than tán bột, uống với nước. Bệnh ngoài da, lở ngứa, rôm sảy, phòng sảy đầu ở trẻ em. Dùng tư cuốn dây bầu nấu với nước để tắm rửa. Bổ thận chữa đau lưng. Hạt bầu nấu canh bầu dục heo, ăn cả cái lẫn nước. Viêm lợi miệng, tụt lợi, răng lung lay, sưng mọng răng. Hạt bầu 30g, đun nước ngập, súc miệng. Sản phụ thiếu sữa. Hạt bầu bỏ vỏ, sao vàng 40g, đậu đỏ 100g, gạo nếp 100g, nấu cháo ăn hàng ngày, có thể hầm cùng móng giò heo.